Kính quý vị, ba người được giải cứu trên đảo Hang nhờ xếp chữ bằng lá cọ. Hải quân và tuần duyên Hoa Kỳ đã giải cứu ba người trên một hòn đảo xa xôi, không người ở ở Thái Bình Dương, sau khi một máy bay hải quân phát hiện dòng chữ kêu cứu bằng lá cọ. Ba người trong một vụ đắm tàu tạo thành dấu hiệu kêu cứu sau khi mắc kẹt trên đảo Phanadik trong 3 ngày, CNN dẫn lời tuần duyên Hoa Kỳ cho biết. Hòn đảo nằm cách thành phố Honolulu, Hawaii, gần 4.200 km về phía tây nam. Con tàu nhỏ của họ bị ngập nước do một cơn sóng lớn và các thủy thủ buộc phải bơi hơn 3 km để đến bờ trong đêm tối. Sarah Moore, phát ngôn viên Thuận Duyên nói, tuần Duyên được báo ba người đàn ông mất tích sáng ngày 5 tháng 4. Hòn đảo xa thôi thuộc liên bang Micronesia, quốc đảo ở Thái Bình Dương, gồm hơn 600 đảo. Tuần Duyên Hoa Kỳ tìm kiếm cứu hộ do năng lực địa phương của khu vực còn thiếu. Trung tâm chỉ huy tuần duyên đặt trụ sở tại đảo Guam, lãnh thổ hải ngoại có tổ chức nhưng chưa hợp nhất của Hoa Kỳ đã điều phối hải quân Hoa Kỳ hỗ trợ tìm kiếm. Một tổ bay trên phi cơ PA của hải quân Hoa Kỳ từ căn cứ không quân Misawa ở Nhật Bản phát hiện chữ HELP tức là cứu và những người trôi dạt vẫy áo phao sáng ngày 7 tháng 4. Tuần duyên Hoa Kỳ đã tiến hành 7 cuộc tìm kiếm cứu hộ riêng biệt trong khu vực kể từ ngày 28 tháng 3. Nỗ lực này giúp cứu 15 mạng sống.